Ôi, mà chưa? Đang làm gì đó? Boxing. Boxing á? Chi vậy giờ này? Hả? Đam mê đấm nhau. Ôi, đam mê đấm nhau nữa. Ngủ đi. Phiền quá. Phiền. Ê! Làm gì đó? Cởi quần. Cái quần gì? Đi ngủ. Tại sao phải đi ngủ phải cởi quần hả? Thế không cởi quần sao đi ngủ? Tôi không biết ở nước ngoài thế nào nhé, chứ ở đây mà cởi quần đi ngủ là phạm pháp đó. Nói như ai vậy? Thì ngày nào tôi cũng phạm pháp à? Thì trước đây chưa biết, bây giờ biết rồi mà vẫn muốn cởi quần tức là sẽ phạm pháp. Đấy, mặc quần đi ngủ nè, có gì đâu. Quần dài luôn. Ngủ đi.